Xin chào quý vị đã trở lại với kênh YouTube của bạn vẽ nha. Khi đến với bạn vẽ nha, quý vị có hơn 10.000 mẫu mã đẹp hiện đại phù hợp mỗi yêu cầu để lựa chọn, với đơn giá không thể hợp lý hơn chỉ 6.900.000 đồng cho một bản vẽ, hỗ trợ miễn phí hồ sơ xin cấp phép xây dựng. Đặc biệt, quý vị không cần mất thời gian chờ đợi thiết kế, được toàn quyền kiểm tra khi nhận bản vẽ tại nhà rồi mới thanh toán, thậm chí hỗ trợ thi công giám sát nếu gia chủ cần. Đây là toàn bộ những ưu việt quý vị có thể sở hữu khi chọn cho mình một bản vẽ ở bạnvẽnha.com.vn. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị bản vẽ của một ngôi nhà vườn mái Thái phong cách hiện đại. Đây là một mẫu nhà khá bắt mắt và nổi bật. Đầu tiên, chúng ta hãy nhìn ngắm vẻ đẹp căn nhà qua những bản vẽ phối cảnh 3D. Ngôi nhà vườn mái Thái cực kỳ hút mắt với màu sắc sống động, tường lấy màu trắng và xanh dương làm hai màu chủ đạo, điểm xuyến những mảng tường ốp gạch Inox sần màu ghi và sơn giả đá màu xanh rêu, tạo thành một tổng thể rất bắt mắt. Phần mái Thái màu xanh dương đậm giúp ngôi nhà thêm cao ráo, bên cạnh đó giúp tránh việc tích tụ không khí theo phong thủy. Ngôi nhà tạo nhiều mảng xanh ở phần tiểu sảnh ốp đá trẻ màu ghi đậm bao quanh, giúp công trình thêm phần thân thiện với môi trường. Ngắm nhìn khu vực sảnh chính, quý vị có thể thấy hai chiếc cột hiên trắng rãnh đen vững chắc, bậc tam cấp được ốp gạch granite màu vàng nhạt phân mây ở giữa, hai bên là gạch màu đen kim sa hạt trung, năm bậc giúp tôn chiều cao của công trình. Cửa đi chất liệu gỗ lim Nam Phi và kính tăng thêm vẻ ấm cúng cho ngôi nhà. Hệ thống cửa sổ sử dụng chất liệu nhôm hệ kết hợp kính, tất cả đều được sơn màu giả gỗ, giúp căn nhà mang một vẻ đẹp rất giản dị. Tiếp theo, xin mời quý vị quan sát bản vẽ mặt bằng để xem phân chia không gian bên trong như thế nào. Với bản vẽ mặt bằng nội thất, chúng ta sẽ thấy được ngay chiều rộng ngôi nhà là 14,07m, chiều dài là 15,96m, diện tích sử dụng của ngôi nhà rơi vào khoảng 160m2. Quý vị có thể thấy ngôi nhà được thiết kế gồm một phòng khách, một phòng thờ, một phòng ăn, 4 phòng ngủ và một nhà vệ sinh chung. Không gian bếp sẽ được thiết kế ở không gian riêng biệt bên cạnh ngôi nhà chính. Dựa trên bản vẽ có thể thấy ngôi nhà có hai lối tiếp cận, một lối từ cửa chính vào phòng khách, một lối từ phòng ăn ra khu vực sảnh phụ đến bếp. Một ngôi nhà có hai lối tiếp cận như vậy rất hợp lý về phong thủy và tiện ích về công năng. Chúng tôi vừa giới thiệu quý vị những bản vẽ mặt bằng cũng như những bản vẽ phối cảnh 3D của căn nhà vườn mái Thái phong cách hiện đại. Nếu như quý vị có mong muốn sở hữu cho mình bản vẽ này gồm cả mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt cũng như các bản vẽ chi tiết để lên phương án xây dựng ngôi nhà của mình, hãy truy cập ngay website của chúng tôi www.bạnvẽnha.com.vn. Chỉ với 6.900.000 đồng, quý vị đã có được bản vẽ thiết kế thật chất lượng từ những kiến trúc sư chuyên nghiệp của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. YouTube của bản vẽ nhà. Khi đến với bản vẽ nhà, quý vị có hơn 10.000 mẫu mã đẹp hiện đại phù hợp mỗi yêu cầu để lựa chọn, với đơn giá không thể hợp lý hơn chỉ 6.900.000 đồng cho một bản vẽ, hỗ trợ miễn phí hồ sơ xin cấp phép xây dựng. Đặc biệt, quý vị không cần mất thời gian chờ đợi thiết kế, được toàn quyền kiểm tra khi nhận bản vẽ tại nhà rồi mới thanh toán, thậm chí hỗ trợ thi công giám sát nếu gia chủ cần. Đây là toàn bộ những ưu việt quý vị có thể sở hữu khi chọn cho mình một bản vẽ ở bạnvẽnha.com.vn. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị bản vẽ của một ngôi nhà vườn mái Thái phong cách tân cổ điển. Đây là một mẫu nhà khá sang trọng và thu hút. Đầu tiên, chúng ta nhìn ngắm vẻ đẹp căn nhà qua những bản vẽ phối cảnh 3D, có thể nhận ra ngay đây là một ngôi nhà tân cổ điển nhờ mái vòm duyên dáng, những phào chỉ tinh xảo, thiết cột Doric nổi bật nhưng không quá cầu kỳ. Tường sơn màu trắng là chủ đạo, một màu sắc rất sang trọng và không bao giờ lỗi thời, nổi bật hơn với những mảng tường sơn giả đá màu kem rất thanh lịch. Phần mái Thái màu ghi đậm tương phản về màu sắc của tường càng khiến ngôi nhà thêm đẹp mắt. Mái Thái đảm bảo cả về thẩm mỹ, phong thủy và công năng. Phần chân tường ốp đá trẻ màu xám vừa giúp ngôi nhà đẹp hơn, vừa giúp bảo vệ phần tường không bị ẩm thấp. Ngắm nhìn khu vực sảnh chính, quý vị có thể thấy hai chiếc cột hiên trắng theo thiết cột Doric rất khỏe khoắn, chân cột hình trụ sơn giả đá tạo nên cảm giác bề thế ngay khi ngắm nhìn. Bậc tam cấp được ốp đá granite mặt đen cổ trắng, năm bậc tương ứng với ngũ hành kim, thủy, mộc, hỏa, thổ. Cửa đi chất liệu gỗ lim Nam Phi và kính an toàn, hệ thống cửa sổ sử dụng chất liệu nhôm hệ xin pha kết hợp kính, tất cả đều được sơn màu giả gỗ, tăng thêm vẻ sang trọng. Tiếp theo, xin mời quý vị quan sát bản vẽ mặt bằng để xem phân chia không gian bên trong như thế nào. Với bản vẽ mặt bằng nội thất, chúng ta sẽ thấy được chiều rộng ngôi nhà là 8,9m, chiều dài là 18,2m, diện tích sử dụng của ngôi nhà rơi vào khoảng 145m2. Quý vị có thể thấy ngôi nhà được thiết kế gồm một phòng khách, một phòng thờ, một phòng bếp ăn, một phòng ngủ master, hai phòng ngủ thường, hai khu vực vệ sinh chung và sân ướt.
Với diện tích này phải nói là khá thoải mái cho sự sinh hoạt của các thành viên gia đình. Dựa trên bản vẽ có thể thấy, ngôi nhà có 3 lối tiếp cận, một lối từ cửa chính vào phòng khách, một lối từ nhà bếp ra khu vực sảnh phụ và một lối cửa hậu ra khu vực sân ướt. Một ngôi nhà có 3 lối tiếp cận như vậy rất tốt về mặt phong thủy, giúp luân chuyển khí, tránh cảm giác ngột ngạt. Chúng tôi vừa giới thiệu quý vị những bản vẽ mặt bằng cũng như những bản vẽ phối cảnh 3D của các nhà vườn mái Thái phong cách Tân cổ điển. Nếu quý vị có mong muốn sở hữu cho mình bản vẽ này gồm cả mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt cũng như các bản vẽ chi tiết để lên phương án xây dựng ngôi nhà của mình, hãy truy cập ngay vào website của chúng tôi www.banvenha.com.vn. Chỉ với 6.900.000 đồng, quý vị đã có được bản vẽ thiết kế thật chất lượng từ những kiến trúc sư chuyên nghiệp của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Trở lại với kênh YouTube của bản vẽ nhà. Khi đến với bản vẽ nhà, quý vị có hơn 10.000 mẫu mã đẹp hiện đại phù hợp mỗi yêu cầu để lựa chọn với đơn giá không thể hợp lý hơn, chỉ 6.900.000 đồng cho một bản vẽ, hỗ trợ miễn phí hồ sơ xin cấp phép xây dựng. Đặc biệt, quý vị không cần mất thời gian chờ đợi thiết kế, được toàn quyền kiểm tra khi nhận bản vẽ tại nhà rồi mới thanh toán, thậm chí hỗ trợ thi công giám sát nếu giá chủ cần. Đây là toàn bộ những ưu việt quý vị có thể sở hữu khi chọn cho mình một bản vẽ ở bản vẽ nhà.com.vn. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị bản vẽ của một ngôi nhà vườn mái Thái phong cách hiện đại. Đây là một mẫu nhà khá được quan tâm gần đây. Đầu tiên, chúng ta nhìn cảm vẻ đẹp căn nhà qua những bản vẽ phối cảnh 3D. Ngôi nhà vườn thể hiện rõ nét phong cách hiện đại qua hình khối vuông vức, những trụ cột độc đáo, tường sơn màu trắng, màu ghi đậm, ghi nhạt, điểm xuyến những mảng tường ốp gạch thẻ màu nâu sáng, tạo thành một tổng thể ấn tượng. Phần mái Thái giúp tôn chiều cao công trình, bên cạnh đó còn giúp chống nóng khá tốt. Ngôi nhà tạo mảng xanh ở những phần tiểu sảnh ốp gạch thẻ bao xung quanh, giúp công trình thêm phần sinh động. Ngắm nhìn khu vực sảnh chính, quý vị có thể thấy hai chiếc cột hiên được sơn trắng rảnh ghi đậm, chân cột ốp gạch thẻ hài hòa với phong cách chung. Bậc tam cấp được ốp gạch granite màu ghi vân mây, năm bậc tương ứng cung sinh, trong sinh lão bệnh tử theo phong thủy. Cửa đi chất liệu gỗ kết hợp kính, tăng thêm vẻ ấm cúng. Hệ thống cửa sổ sử dụng chất liệu nhôm hệ PMA kết hợp kính, tất cả đều được sơn màu giả gỗ, giúp lấy sinh khí vào không gian bên trong. Tiếp theo, xin mời quý vị quan sát bản vẽ mặt bằng để xem phân chia không gian ngôi nhà như thế nào. Với bản vẽ mặt bằng nội thất, chúng ta sẽ thấy được chiều rộng ngôi nhà là 11,7m, chiều dài là 12,6m, diện tích sử dụng của ngôi nhà rơi vào khoảng 135m2. Quý vị có thể thấy ngôi nhà được thiết kế gồm một phòng khách, một phòng thờ, một phòng ngủ master, 3 phòng ngủ thường và một nhà vệ sinh chung. Với diện tích này phải nói là căn nhà được phân chia không gian khá hợp lý. Dựa trên bản vẽ có thể thấy ngôi nhà có 2 lối tiếp cận, một lối từ cửa chính vào phòng khách, một lối cửa ra mặt bên. Một ngôi nhà 2 lối tiếp cận như vậy rất tốt về phong thủy và tiện ích cho gia đình trong những tình huống cần thiết. Chúng tôi vừa giới thiệu quý vị những bản vẽ mặt bằng cũng như những bản vẽ phối cảnh 3D của các nhà vườn mái Thái phong cách hiện đại. Nếu quý vị mong muốn sở hữu cho mình bản vẽ này gồm cả mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt cũng như các bản vẽ chi tiết để lên phương án xây dựng ngôi nhà của mình, hãy truy cập ngay vào website của chúng tôi www.banvenha.com.vn. Chỉ với 6.900.000 đồng, quý vị đã có được bản vẽ thiết kế thật chất lượng từ những kiến trúc sư chuyên nghiệp của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.